Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Macao Đổ Bãi trong video buổi sáng. Hôm nay từng mấy đây nhỉ? Thứ 6 rồi. Thứ 6 ngày 24 thôi nhá. Thứ 6 ngày 24 tháng 5. Vâng. Hôm qua thì nhà em có một chút việc gia đình nên em mang nghỉ buổi hôm qua. Mong các bác hết thông cảm em nữa. Có việc đột xuất không thông báo trước. Vâng, một ngày mới, một buổi sáng mới kính chúc cho các bác trên mọi miền Tổ quốc đang xem video cũng theo dõi kênh của vợ chồng em một ngày mới thật là nhiều sức khỏe bình an và cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì vẫn như mọi sáng thôi, vợ chồng em lại tiếp tục những các sản phẩm nồi cơm điện và ngô bác cứ tiếp tục vào đón xem và cảm thấy ưng ý thì ủng hộ vợ chồng em. Vậy bác nào mà cảm thấy ưng ý mã nào thì ủng hộ vợ chồng em mã đó, còn các bác mà cảm thấy giá thành hay là chất lượng nó chưa phù hợp thì các bác xem giải trí cho vui các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, thì trước khi vào video thì vẫn như mọi ngày thôi, em đã xin các bác 1-2 phút chia sẻ về cách thức mua hàng. Bên em bán hàng không nhận cọc, có nhà bán hàng không nhận cọc. Đấy. Em ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội bên em bán hàng không nhận cọc. Số điện thoại cũng Zalo mua hàng của nhà em là 0969888508 và tất cả đều sử dụng cái nắp 110V, bán hàng không nhận cọc các nhá. Bán nào là giá em báo là có cả ship được, bác nhận hàng nhưng báo 500.000 các bác nhận hàng chỉ thanh toán 500.000 thôi. Đấy, bao ship toàn quốc và nhận hàng là quyền kiểm tra hàng, sau đó mới thanh toán các bác nhá. Sau đó mới thanh toán thì bên em có bán thêm bộ đồ điện của công ty ổn áp Standard Việt Nam. Đấy, bộ đồ điện của công ty ổn áp Standard Việt Nam điện áp từ 220V 100V. Đấy, có công suất 2 kVA, 3 kVA, dây nhôm và dây đồng và có hai loại là vỏ sắt và vỏ nhựa các nhá, vỏ sắt và vỏ nhựa. Đấy, đây là vỏ sắt nhá, đây là vỏ sắt còn đây là vỏ nhựa, vỏ sắt và vỏ nhựa. Đây vỏ nhựa, đây là vỏ nhựa nhá, đây là bộ 3 kVA vỏ nhựa. Đấy, 3 kVA vỏ nhựa đây là 650.000, dây nhôm cũng nhá. Đấy, dây nhôm vỏ nhựa 650.000. Đấy. Và đây là bộ 2 kVA dây nhôm vỏ sắt là 500.000, có nghĩa là dây vỏ sắt và vỏ nhựa là chênh nhau 50.000 nhá. Vỏ nhựa đắt hơn, vỏ nhựa thì trông nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn. Đấy thì trước khi vào video thì các bác lưu ý giúp em, mua hàng thì các bác xem kỹ hàng trước khi mua, khi đã mua rồi thì mà không có lỗi lầm thì bên em không đổi trả hóa nhá. Còn trong quá trình sử dụng chẳng may có lỗi lầm gì thì các bác cứ liên hệ với nhà em có trách nhiệm và đổi trả hàng là bảo hành cho các bác. Đấy thì trước khi mua hàng thì bác lưu ý thật kỹ giúp em. Đầu tiên về dung tích, dung tích 1 lít thì nấu tối đa là 3 lon gạo, dung tích 1 lít 8 nấu tối đa là 5 lon gạo, dung tích nửa lít là nấu tối đa 1 lon rưỡi gạo các bác nhá. Đấy là cái việc cái dung tích là xem nhà mình ăn nhiều hay ít thì các bác mua như thế. Thứ hai là hàng là sử dụng đến áp 110V, 110V nhá các bác nhá, 110V nên bắt buộc phải sử dụng cái bộ đổi điện như này. Thì bác cân nhắc trước khi mua. Đấy chứ nó không thể cắm trực tiếp vào điện 220V được, em nó nói rất là nhiều nhá. Nhiều bác này vẫn cứ bảo là về không cắm trực tiếp được vào điện lưới à. Đồ Nhật nội địa thì chỉ có điện 100V thôi các bác nhá, chỉ có điện 100V thôi. Đấy bác lưu ý thế. Cái việc nữa là về màu sắc, đấy, về cách thức nấu ăn của mỗi dòng nồi nó khác nhau. Các bác lưu ý thật kỹ, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Đấy, không lại mua về rồi này bảo nó con này cái này cái kia thì nó thành không hay ra. Đến lúc là các bác lại bảo là bên này nhà em khó khăn trong vấn đề là mua hàng rồi mà muốn đổi lại thì lại khó khăn. Đấy, mua hàng rồi là không có lỗi lầm thì em nói luôn em không đổi trả. Đấy, chia sẻ các bác là mất lòng trước là lòng sau. Việc nữa là mua hàng thì các bác nghiên cứu kỹ trước khi mua và khi đã lên đơn rồi thì các bác lưu ý là không có hủy đơn nhé, không hủy đơn. Đấy, có những bác là không biết là thật hay không, hay là bác nào mà mua tặng vợ mà hai vợ chồng không có với nhau thì thông báo chia sẻ vợ trước là anh định mua cái nồi như này, anh định mua cái nồi như kia. Ý em gì nào, thế đừng có mua rồi xong rồi gửi đến tận nhà rồi này vợ lại ngớ ra là chị có đặt mua đâu, cái nồi này sao nó xấu thế, anh mua thì em bảo anh đi mà nhận kiểu như vậy. Đấy, rồi này mua hộ hàng xóm không thích thế nọ cái kia. Nên là em chia sẻ trước là khi đã mua thì các bác mua hộ hay là mua cho vợ hay mua cho người quen thì bác hỏi kỹ người ta có lấy hay không để bác đặt, đừng đến lúc lại đến người gửi đến nơi thì lại thế nọ thế kia. Đấy, nhà em nhiều trường hợp thì em cũng không tiện nói ra đây, nhưng mà đấy em muốn chia sẻ trước với các bác như vậy. Đấy, mất lòng trước hơn được lòng sau các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thôi thì hàng mỗi sáng xin các bác 1-2 phút để chia sẻ cho mọi em vào việc luôn các bác nhá, vào việc luôn. Đây đầu tiên là một em Panasonic nhá, loại hình thành quách đây. Đấy, hàng và chúng ta hãy lưu ý nhá, hàng là các bác chúng ta khi mua chúng ta hãy tâm niệm chúng ta mua hàng đã qua sử dụng rồi, hàng cũ đi. Đấy, hàng bãi là hàng cũ mà. Đấy, thì không để tránh khỏi những vết xước sát mờ như này đây, vì vận chuyển mà, vận chuyển qua rất nhiều nơi. Đấy, từ Nhật nó ra bãi điện tử rồi ra về Campuchia rồi nó về Sài Gòn, nó ra tới Hà Nội. Nhà em ở Hà Nội các bác nhá, ở Hoàng Mai Hà Nội. Đấy, điện áp 100V, công suất là 1,44 lít nhá, con là lít rưỡi này, sản xuất 2014 nhá. Có mã là gì đây,
SRHC154 đấy. Như con này nha, toàn bộ là tiếng Nhật này. Đấy, không các bạn là lắp ráp và dành riêng cho người Nhật. Có gọi là lắp ráp tại Nhật và dành riêng cho người Nhật nhá. Không, đến lúc về này mà tôi mua nồi của Nhật mà chả thấy made in Japan đâu. Có con mới có made in Japan, có con không có made in Japan nhá. Có con thì made in Trung Quốc, China, có con là made in Việt Nam, có con là made in Thái Lan các bác nhá. Đấy. Nếu như thế giúp em. Không lại mua về này, bảo là tôi chả thấy chữ Japan tôi trả lại, kiểu như vậy. Nó khó. Mặt mũi rất đẹp này. Đấy, mặt trên này đây vẫn nó hai vết cấn đấy nhá. Hai vết cấn đây. Đấy, một con Panasonic 1.5 lít nhá, 1.44 này, duy nhất một con thôi các bác nhá. Duy nhất một con thôi. Đấy, màu trắng, mặt bạc này, con này còn hình thức ngoài còn khá mới nhá, khá mới. Đây, khá mới. Đấy, đáy nên là không bể vỡ nhá, khá mới. Bây giờ là 6:53 đi ở bên trong. Đây. Răng mới tinh nhá, răng mới tinh này. Đấy, con này tỷ lệ mới ở trên 95%. Đây, mặt trước mặt sau này. Rất là mới các bác nhá, rất là mới. 1.44, 1.5 lít các bác nhá, chỉ có một con duy nhất bên ngoài đây. Đấy, bên ngoài đây. Đấy, mạ đồng sáng chóe này, bên trong này. Đấy. Ống anh kim tuyến nhá, một vài điểm xước mua đâu rồi. Nhìn thấy đấy, đây đây. Đây đây này. Nhìn thấy không? Đây. Đấy, một vài điểm xước mua nhá. Đâu rồi. Đây đây đây. Đấy, có bác nhá. Chấm chóc là không nhá, chấm chóc là không từ trên mép trở xuống nhá. Con này nói chung là cực kỳ đẹp. Hiếm còn một con 1.5 lít nào mà nó còn đẹp như này. Đấy các bạn. Từ ngoài vào trong nhá. Đấy, bên trong này sạch bóng này. Bên trên này tất cả các sản phẩm các bác bán đều có bảo hành nhá. Và được test cơm ít nhất một lần. Đấy, tất cả đều được test cơm ít nhất một lần. Có con test 2-3 lần nhá. Đấy, nhưng còn và 100% những con gửi đến tay các bác được test cơm ít nhất một lần. Được chưa ạ? Đấy, mặt mũi thành quách đây nhá. Một con duy nhất 1.5 lít cắm điện các bác xem này. Tất cả em test cơm rồi nhưng cứ cắm điện đây. Nó đẹp từ sợi dây đạp đi nhá. Đẹp từ sợi dây đạp đi, nấu này. 1.5 lít các bác nhá, chỉ có một con thôi. 1.5 lít. Ủy này. Ừ, cái bút của bố này đâu rồi? Ủy này. Ừ. Hâm này. À, ủy này. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này, gửi này, menu này, gửi này, đấy, giờ này, phút này, ok nhá, các phím nó rất tốt nhá, chuông còi kêu tốt, dây đẹp, ngoại hình đẹp, đấy. Đấy, nó đẹp thì cái gì nó cũng đẹp đấy, bác nhìn thấy cái nắp hơi, này. Cái cụm này nó còn đẹp nguyên nhỉ, đấy, bên trong này, mã số 1, ngày 24 tháng 5. Để các bác 1.600.000 nhá. 1.600.000 nữa nhá. Một con duy nhất thôi, 1.5 lít. Hôm nay em chỉ có một con này là 1.5 lít thôi nhá. Không có con nào nữa đâu. Đấy, 1.8 không có, chỉ có một con 1.5 lít thôi. Tiếp theo này cho bác một em Iris Ozama, một em Iris Ozama nhá. Sản xuất năm bao nhiêu đây? 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.130W nhá. Con này sản xuất tại Trung Quốc này. Lắp ráp tại Trung Quốc, xuất cho thị trường Nhật Bản nhá. Dành cho thị trường Nhật Bản nhưng mà là dành cho người Trung Quốc đấy. Điện 100V công suất 1.130W, dung tích 1 lít nhá. Đấy. Thành quách đây, màu trắng này, sản xuất 2019. Đấy. Tem zin nguyên bản này, mặt mũi này. Tất cả hàng em bán bao zin nguyên bản cho các bác nhá. Đấy. Không có động chạm sửa chữa. Đấy. Có lắm thì cũng chỉ là con cục pin thôi, hết pin thì em thay pin thôi nhá. Đấy. Còn là đứt dây thì thay cổ dây hoặc thay dây thôi. Đấy. Còn tất cả mên mạch là bao nguyên zin nguyên bản. Đấy. Nấu này, 53 phút này. Đấy, Iris Ozama, bán con này em cũng bán nhiều rồi, cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Hâm này, đấy, thủy này, menu này, đấy, thủy này. Đấy, nấu xôi này, cháo này, gạo nứt này, mầm này. Đấy, rất nhiều phím nha các bác nhá, chức năng. Hẹn giờ cơm chín này, giờ, cút, nấu. Các phím cũng tốt, phương còi kêu to mà nhá, Iris Ozama, mặt còn đẹp. Viền cầu đô còn sáng, sản xuất đời cao. Đấy. Các bác cứ tự tin mua đi ạ. À, bác nhiều bác sử dụng rồi thì cho em một comment nhé để những bác sau tự tin mua. À, nhiều bác lại bảo là hàng Trung Quốc nó không tốt, không phải đâu. Hàng Trung Quốc là do người Nhật người ta đặt hàng đó nhé, không phải là do ai đặt hàng cả. Đấy, răng xanh mướt này, răng xanh mướt nhá. Răng cực kỳ xanh luôn. Mặt trước mặt sau đây, các bác xem giúp em. Răng xanh mướt nhá. Nòng thì dày và đẹp nhá. Nòng dày và đẹp. Nói chung là những cái lòng của con Edit các bác thấy em bán rồi đó ạ. 10 con thì 10 con đẹp cả 10, không một con nào chấm chóc, có nghĩa là lớp chống dính của nó làm cực kỳ tốt, cái lớp men của nó ạ. 10 con thì cả 10 con đẹp, không có một con nào xấu cả. Đấy. Đẹp chưa ạ? Rất là bóng nhá, rất đẹp luôn. Đấy. Bên trong này, bên trên đây. Đời cao 2019, song rong đẹp, màu trắng nhá các bác nhá.
song song đẹp màu trắng. Edit Ozama, điện nó ok, ngoại hình thành quách đẹp, bời cao, song song đẹp, mã số 2. Còn tất cả các chức năng nấu ăn của các dòng đồ Nhật từ cao cấp đến bình dân thì nó cũng chỉ một xem nhau về chức năng thôi. Đấy. Cùng lắm là như đời mới bây giờ nó thêm chức năng hút chân không này. Đấy. Còn đời cũ thì vẫn là có các dòng năng suất đúng không ạ? Hay nấu gạo nứt nảy mầm, nấu gạo trắng, gạo không vo, nấu cơm nhanh, nấu xôi, nấu cháo. Đấy. Rồi thêm chức năng nấu cơm cháy chẳng hạn. Như nhau các bạn nha. Mã số 2. À, quên, mã số 2 ngày 24. Tháng 5 để bao nhiêu? 680k. Đấy, 680k đời cao, tội gì không mua đúng không ạ? Tội gì không mua. 680.000 giá là cả ship đúng không nhá? Đấy, giá là cả ship rồi. Đây, hôm trước có bác nào hỏi đĩa bay đây. Rồi gì? Rồi xì đĩa bay. Sản xuất năm bao nhiêu? 2014 nhá, AI nhá. Chỉ có đời 13, 14 là có AI thôi, đời 15 này hết rồi các bác nhá. Họ in hẳn AI đây, dây sợi dây rất đẹp nhá, sợi rất đẹp. Đấy, nấu này. Đấy. Test cơm, test áp suất rồi các bác nhá. Test cơm, test áp suất rồi các bác rồi. Đấy. Test cơm, test áp suất rồi các bác nhá. Nấu này. Ủy này, đấy. Hâm này. Đấy. Hâm bật giữ 3 giây các bác nhá. Đấy. Đấy. Hâm bật giữ 3 giây nhá. Đấy. Đấy. Hâm nhanh 8 phút này. Ok chị ạ. Đấy, hủy này, chọn gạo này. Rất nhiều chức năng nhá. Rất nhiều chức năng. Con này quả có cả nấu cơm cháy các bác nhá, có cả nấu cơm cháy. Đấy. Hủy này, menu này. Đấy. Có cả nấu cơm cháy nhá. Đấy, cơm cháy dưới cùng đây. Đấy, hủy này. Rồi GI. Đấy. Các phím có chức năng hoạt động tốt nhá, hủy này. Hiện giờ cơm chín này, nấu này. Đấy. Không xì các bác nhá. Đấy. Rồi áp suất thì trong quá trình sử dụng rồi thì nếu mà chúng ta nhìn thấy nó xì hơi ở hai bên này ra cơ thì là xì, còn nếu mà chúng bác sờ tay vào đây là cảm nhận được hơi ấm nó đi ra là chuyện hết sức bình thường nha. Còn nếu bác bảo là lạnh tanh ấy thì không bao giờ có đâu, không bao giờ có đâu. Mà chúng ta nếu mà nhìn thấy hai bên này ở hông này hay ở mặt này nó xì ra thì đấy là xì. Còn nếu mà sờ tay vào những cái mép này mà cảm nhận được nó hơi ấm ấm thì là chuyện bình thường. Thì em nói trước bác như vậy, không lại về lại bảo là sao nó như này sao nó như kia. Đấy, mặt mũi đây. Đấy, nắp hơi thì vận chuyển thì có nọ đèn kia điểm cao nhất mà hơi mong một tí nhá. Đấy. Bốn quan thách cực viền chrome còn đẹp này. Đấy, mặt mũi đây, đây có sức nano một chút xíu này. Đấy. Sản xuất năm 2014 nhá. AI dung tích một điện trong một mẫu mã là NP BB10. Đấy. Công suất 1240W nhá. Đấy. Đấy, mỹ Japan này, bác nào thích mỹ Japan con này có mỹ Japan đấy nhá. Đấy. Rất là nặng. Đấy. Rất là nặng. Đấy, nó soi nhá. Cho tốt này, răng xanh này, AI nhá, đây mặt xi này để hơi xước rồi này. Cái này là người ta lúc người ta nấu cơm người ta lười vệ sinh này, lười vệ sinh nên là cái cặn cơm nó bám bên lâu ngày là nó bị nhiệt độ cao là nó bong với men ra. Đấy, mặt trước này còn đẹp này, răng xanh nhá, răng xanh nòng đẹp, răng xanh mặt này không nứt nhá, không nứt ở đây, không nứt nát ở đâu đâu. Đấy, em bán là có báo sao báo vậy, nếu bạn yên tâm. Đấy nha, nòng mà đưa một cái nòng bình thường vào là nó xì ngay các bác nhá. Đấy, nòng đời này nó phải chuẩn là 2 ngấn trên inox và dưới là phủ gốm này. Đấy. Thì nó không xì nhá. Là trong nòng này có một vài điểm chấm cám nhỏ li ti này. Nhìn thấy chưa? Đây. 1 2 này. À. Nhỏ xíu nhá, nhỏ như cái đầu kim thôi. Đấy, nước men chống dính rất đanh này. Bóng sần nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bao bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá. Đấy, do gì AI đấy, trí tuệ nhân tạo bên ngoài đẹp này, xoong xoong chuẩn nhá, không xì nhá. Để đưa một cái xoong bình thường vào đây vẫn nấu bình thường nhưng xì, các bác không thể cách nào mà xử lý được. Đấy, nếu các bác mua mà không kinh nghiệm đưa một cái đồng hồ đẹp vào là xì về chỉ có xì thôi. Đấy, bên trong này đấy viền ủ thì hơi xước nhá, viền ủ hơi xước. Đấy, người ta sơn đen mà. Đấy, bên trên sạch sẽ này. Đấy, bên trong này viền ủ hơi xước các bác nhá, viền ủ hơi xước không ảnh hưởng gì đâu. Đây cái viền ủ này. Đấy, bên trong nó tôn, bên ngoài người ta sơn đen cho nó đồng màu thôi. Đấy. Mặt miếc ngon lành nhá, màn hình sáng quắc này. Đấy. Đấy, mã số 3 ngày 24 tháng 5 để các bác 1 triệu
650. 1.650.000 nha, do GI trí tuệ nhân tạo áp suất đó nha, không gì, để em test rồi. Yên tâm đi ạ. Đây tiếp theo bạn em Tiger có chức năng nấu cơm cháy đây. Đấy, con này thì đẹp. À, em bán theo ngoại hình mà tất cả ba nguyên nhân bảng đẹp thì em bán giá cao nhá, mà chấm chóc em bán giá thấp. Đây con này ngoại hình thành quách này gần như 10 điểm nhá. À, thay pin rồi, con này thay pin mới rồi nhá, hết pin thay pin rồi, vẫn có vết cấn mở đây. À, sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, có mã là JKT B100, mặt mũi bốn quanh đây. Đấy đây, mạch mic vệ sinh sạch bóng rồi nhá, mặt trên gần như là không có chấm chóc gì này, đẹp chưa ạ? Màn hình sáng nhá, 7:03. Tất cả test cơm nhé, tất cả test cơm chúng bác hết rồi. Nấu này, con này không hiện phút ngay từ ban đầu, 15 phút cuối nó sẽ hiện nhé, 15 phút cuối nó sẽ hiện. Để các bác vào xem video. Cho vợ chồng em xin một nút like, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một nút đăng ký kênh. Và bật thông báo để nhận những video mới nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác nhiều, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này, thủy này, này. Cháy này, ok nhé, con này cực kỳ đẹp luôn. Thực sự bác rất là đẹp, nói không là không đẹp đâu. Loang này, cái đời nó chỉ là một phần thôi. Đời này quan trọng nhất là người ta dùng giữ gìn hay không, mà người ta dùng nhiều hay dùng ít, cũng như nhà ta thôi, của bền tại người các bác nhá, của bền tại người. Đấy, còn nếu em bán hàng thì có thể cao hơn các bên khác một chút, nhưng mà tiền nào của đấy, tất cả hàng hóa đều được test dọn rất kỹ, được test cơm, đấy, được thay pin, đấy. Bán hàng có bảo hành. Đấy, nên các bác cân nhắc trước khi mua nhé, cân nhắc trước khi mua. Đấy, cao thấp thì cái gì nó cũng có giá nó thôi, không trên đời này không có cái gì là bữa ăn nào nó miễn phí cả, đúng không ạ? Đây đẹp này, không mua chấm chóc gì các bạn nhá, không mua chấm chóc gì. Đấy, không mua chấm chóc gì nhá, rất là bóng và đanh này. Đẹp từ ngoài vào trong nhá, sạch sẽ này, đẹp các bạn nhá. Con này nói chung là rất là đẹp và sạch. Con này hôm qua gần như không phải dọn gì, lau chùi sạch sẽ thôi, xong rồi test cơm thôi. Con này rất sạch nha các bác nhá, rất sạch. Bán hàng có bảo hành nhá các bác nhá. Các bác thêm 100.000-200.000 nhưng đổi lại được sự yên tâm. Đấy, không phải mua cục tức vào người. Đấy. Nhiều bác khách hàng lại không hiểu, đa phần khách của em là một người mua sự yên tâm vào người. Mã số 3, số 4. Ngày mùng 24 tháng 5 để các bác con này 880k, 880.000 nhá. Vì tại sao ạ? Nó mới, gần như mới, từ ngoài vào trong nó gần như mới tinh các bác nhá, nó gần như mới tinh. Đây nên là mới em tô bầu đây, cơm ngon nổi tiếng này, tô bầu nhá, rất đẹp luôn này. Sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W nhá, có mã là RC10FE nhá. Đấy, lắp ráp tại Trung Quốc này nhưng mà dành riêng cho thị trường Nhật Bản nhá, Union Japan. Đấy, dành riêng thị trường Nhật Bản nhá, các bác lưu ý như thế. Đấy, lắp ráp thì tại Trung Quốc nhưng cho thị trường Nhật Bản này. Đấy, ghi rõ rồi nhá, Union Japan. Thành quách đây. Đấy, đây có tí trước này. Nếu mà thấy ok chưa? Thành quách con này rất là đẹp, mặt mũi này, con này hết pin nhá. Hết pin em không thay pin được các bác nhá. Hết pin không thay pin được vì pin nó nằm ở trên mặt màn hình này. Đấy, chia sẻ các bác trước đấy. Con này không thay pin được nhá. Đấy. Pin thì nó có chức năng gì? Lại có chức năng là hiển thị như một cái đồng hồ. Đấy, và hẹn giờ cơm chín. Còn nếu như chúng ta không có pin thì khi chúng ta cắm lên thì lúc nào nó cũng sẽ là như này. Đấy, là không không giờ này. Đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉnh giờ xong mà chúng ta cắm điện liên tục thì nó vẫn sử dụng tất cả các chức năng bình thường. Như hẹn giờ nó cơm chín vẫn bình thường. Còn nếu mà các rút điện ra nó sẽ mất giờ nhá. Đấy là cái giờ như thế. Đấy. Thì lúc nào là nếu mà cắm điện liên tục nó sẽ cứ chạy, còn nếu rút điện ra nó sẽ mất giờ. Đấy, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó không có giờ thì chúng ta không thể hẹn giờ cơm chín được, mà mỗi lần chúng ta muốn hẹn giờ cơm chín chúng ta lại phải chỉnh lại giờ và chúng ta hẹn là ok. Đấy là cái này. Vì tại sao? Vì cái màn hình nó nằm trên này. Cái cục pin nằm trên cái màn hình này, và cái này giờ cậy ra để lật cái màn, cái nắp này lên này thì toàn bộ những cái nẫy bên trong là nó gãy hết, và chúng ta khi ghép lại nó sẽ bị cong vênh ở đây, nó rất là xấu, nên em không thay pin con này nhá. Đấy, chia sẻ trước các bác. Và pin nó có chỉ có chức năng như thế, một là hiển thị giống một cái đồng hồ như này, hai là để hẹn giờ cơm chín, thế thôi ạ. Còn nếu mà chúng ta cắm điện liên tục thì nó vẫn sử dụng bình thường, các chức năng đó không ảnh hưởng gì hết, trừ khi các bác rút điện ra. Nấu này. Đấy, Toshiba nhá, hủy này. Đấy, trong các cơm nhanh 9 phút này, trong các dòng nấu cơm thì Toshiba thì em cũng chia sẻ vẫn là đứng đầu bảng nhá. Đấy, sau đó đến các dòng khác như Tiger, Panasonic, JVC. Đấy, điện nó ok nhá. Đấy, này, hết pin nhá, hết pin, mặt còn rất đẹp, gần như là không có một tí xước nào. Con này gần như là bên ngoài bên trong mới tinh nhá.
đây một tí đây. Loang thì xanh mướt này, loang này xanh mướt này, đấy, loang xanh mướt nhá. Nòng song đẹp này, men chống dính của Toshiba thì tốt rồi, rất là tốt các bác nhá. Này, men chống dính bên ngoài đây, còn đẹp này, bốn xung quanh này, men chống dính còn tốt nhá các bác nhá. Nhắm giúp em. Đấy, bên trong đây, bên trong đây. À, cái này sần sần này, này. À. Đẹp nha, rất là sạch đẹp luôn các bác. Bên trên này. Đấy, nhiều lúc là em sẽ cố tìm ra những cái lỗi của nó em sẽ báo các bác, còn nhiều cái là không nhìn được hết đâu. Mong các thông cảm như vậy, nhưng không phải là em cố tình em không báo đâu, mà không thể nhìn ra hết được. Đấy. Nhưng tại sao em quay thật cận cảnh để các bác cùng xem với em. Đấy. Con này rất đẹp nha các bác nhá, rất đẹp đây này. Trong rong đẹp, ngoại hình đẹp nhá. Mã số 5. Ngày 24 tháng 5 để các bác là 790k. Ngoại hình song do này không thể có điểm trừ rồi. Đấy, nhược điểm nó là hết pin thôi, hết pin nhá. Và em không thay được. Đấy. Mã số 6 nên bác có nửa nít đây. Logi nửa nít. Đời 2016 nhá, nửa nít dung tích nửa nít điện 100V con này đây. Cổ phích đứt thay rồi nhá. Cổ phích đứt thay rồi. Con này không có quạt gió nhá, nên chạy rất êm. Đấy, không quạt gió đâu. Đúng rồi. Đấy, đây cổ phích nó đây này. Nó hay đứt ở đây, hay đứt đây, đây chỗ này hay đứt nhất, đây cổ phích đây nhá, không có quạt gió quá nhá, hủy này, này hủy, hâm này, hâm nhanh 8 phút này, hủy này, menu này, hủy, đây là cơm chín, chạy, chuông còi kêu to quá nhá, tất cả các phím hoạt động bình thường, này. Đứt cổ phích nhá, này. Đứt cổ phích, thay cổ phích rồi nhá, rong xanh này, đời 2016 nhá, rong xanh, rong xanh mướt nhá. Nòng nồi thì ấy à, nóng thế. Nòng nồi thì có nông mèo, nông chuột nhiều ở đây, nông mèo nông chuột đây. À, nông mèo nông chuột nhiều là nhá các bác nhá. Không dính cơm đâu. Người ta dùng cái gì, người ta dĩa hay thìa sắt người ta lấy cơm nó sao mà nó lại xước nhiều thế này. Đấy. Xước nhiều các bác nhá, xước nhiều. Em xem là cái nòng nồi dưới này có đẹp hơn không. Nhà em còn một cái nòng nồi Logi. Con này chấm lắm rồi. Nòng con này thì chấm lắm cũng được. Em một cái nòng nồi nhưng nó chấm đó. Nó xước đây nó chỉ xước thôi, còn kia là con chóc rồi. Bảo rõ các bạn nhá. Đấy, xước nông mèo nông chuột nhiều. Đấy, bên trong này, bên trên này. Đấy, nửa nít thôi nhá, do dây xin nửa nít. Một con duy nhất nhá. Điện nó ok. Mã này mã số 10 số 6 ngày 24 tháng 5 để bao nhiêu 630k. Đấy. 630.000 nhá, nửa lít bác về mua về nấu gạo nứt, nấu ăn kiêng. Đấy, 630.000 nhá. Mã số 7 đây, nên bác em mít cắp nách nhá. Đấy, mít cắp nách màu đỏ này, sản xuất năm bao nhiêu màn hình ẩn nhá. Sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1280W. Con mã là gì đây? NJV10J6R. Hình quách con này đẹp nhá, màu đỏ này. Đấy. Mặt trên còn đẹp này, không xước mấy nhá. Đấy. Màn hình ẩn nhá, màn hình ẩn là như nào? Là bên trong vẫn chạy ngầm nhá, vẫn chạy ngầm thời gian. Đấy, cắm điện vào thì nó vẫn chạy đúng theo giờ của chúng ta. Cài đặt bây giờ là 7 giờ 11 phút nhá. Nếu còn nếu mà hết pin thì lúc nào cắm lên ở dòng này là 8 giờ 00. Đấy, con này còn pin nhá. Em thay pin rồi ấy, không phải còn pin, hết pin thay pin rồi. Hâm này. Thủy này, nấu này. Đấy. Mitsubishi màu đỏ đời 2017. Đấy. Thủy này, hâm này, hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút nấu. Đấy. Các phím rất tốt các bác nhá, chuông còi kêu to do gì Mitsubishi cắp nách màu đỏ viền chrome. Dây còn rất to và đẹp này, dây cực kỳ đẹp nhá, xanh mướt này. Dây này không hề có vệ sinh một tí nào hết. Đấy. Đẹp nhá các bác nhá. À, con này trông đẹp rồi. Răng xanh này. Răng rất là xanh. Mặt xi còn đẹp này, sạch sẽ nhá. Mặt xi đẹp và sạch. Đấy, bên trong sạch này. Nòng cực kỳ dày. Nòng cực kỳ dày quá nhá. Nòng rất dày luôn. Đấy, nòng phủ gốm sần này.
rất là dày các nhá, rất là dày. Đấy. Bên trong đẹp nhá, bên trong đẹp. Đấy. Dày ở bên trong đẹp nhá. Đẹp chưa ạ? Các bác mua hàng thì trực tiếp cái số điện thoại em để đây nhá. Lòng rất dày mà đẹp nhá, lòng cực kỳ dày. Đấy. Con này có thể là nấu được cả xong carbon, cả xong kim loại nhá, thì xong kim loại phải xong dày không xì nhá, vì cái viền của nó là viền silicone. Đấy. Xong long xanh, lòng đẹp, ngoại hình đẹp. Đấy. Rất đẹp luôn ạ, màn hình sáng quắc nhá. Mặt đẹp nhá. Mã số 6, mã số 7, ngày 25, ngày 24, năm sinh của bác con này 830k, 830.000 nhá, song do ngoại hình đẹp, màu đỏ nó nha, rất là phong thủy. Em có mua về để khu bếp cho mình, cực kỳ sang trọng luôn. Đây nên bác mới em Mitsubishi quay sách này nhá. Đấy, Mitsubishi quay sách, sản xuất năm bao nhiêu? 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1015W, có mã là gì đây? NZZG10S nhé. Đấy, đánh quách đây, gắm giúp em. Đấy, khá đẹp, sạch sẽ này. Có vẫn có vết xước mờ của xước nano nhé. 7 giờ 14 phút pin biết thay cho bác ngon lành thành đào rồi. Đấy, mở ra rồi. Răng rất xanh này. Răng rất xanh nhé. Đấy, xanh mướt luôn này, mặt inox sáng quắc luôn này. Đấy, mặt trước mặt sau đây nhé. Nòng nồi có một vài vết chấm ở giữa này, bao các bác không dính cơm nhá, nhỏ xíu thôi ở chính giữa đấy ạ. Các bác nhìn thấy chưa? Bên ngoài nhá, inox sáng quắc này, bên trong sạch sẽ này, trong rất sạch này. Mitsubishi quay sách, trong gioăng đẹp, ngoại hình đẹp, dây rất to nhá, dây rất to. Nếu không hiện phút ngay từ ban đầu các nhá, 15 phút cuối nó sẽ hiện cho các bác. Đấy. Này. Đấy, trong quá trình mà test hàng bác xem mà có vấn đề gì thắc mắc thì các bác hỏi luôn nhá. Đấy, xem hộ tôi cái chỗ này xem nó có phải như thế không? Kiểu bác xem đây mà nó không rõ ấy, thì bây giờ xem hộ tôi cái chỗ này có phải cái xoong này có phải nó bị sứt hay nó bị móp hay răng nó bị rách ở chỗ này, nhìn kiểu như này mờ mờ đây mà, có phải bị rách ở đây không, thì lúc đấy nhà em sẽ xem lại và báo các bác luôn nhá. Đấy, mở ra xem có phải chỗ này rách không. Các bác nhìn mờ mà. Đấy. Tránh tình trạng lúc để gửi đến các bác mới bảo là cái này thế nào, cái này thế kia. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, chúng ta cứ hỏi thoải mái trong quá trình chốt hàng nha, và khi đã thống nhất rồi thì mong các bác thông cảm là đã chốt rồi là không hủy đơn giúp em nhé. Em cũng đã nói rất nhiều lần đấy, mất lòng trước là hơn được lòng sau, mong các bác hết sức thông cảm vậy. Mã này mã số 8, ngày 25, ngày hôm nay 24 nhỉ, 24 tháng 5, để bắt đầu là bao nhiêu? 580k, 580.000 cả ship thôi nhá. Bán có bảo hành, có test dọn cơm cho bác rồi, 580.000. Đây nên bác em do GOC nhá. Bọn em do GOC. Cao tần IH nhá, cao tần IH do GOC. Sản xuất năm 2000, màn hình xanh này thì dưới 2010 rồi. 2007, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1000 bao nhiêu watt? 1230W, con này công suất lớn giống như nồi áp suất này. Nấu này, nấu không hiện phút từ ban đầu bác nhá. Đấy. Thủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu này. Đấy. Thủy này. Menu này. Đấy, thủy này, hâm này. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, các phím hoạt động tốt. Chuông còi kêu tốt, nhạc nhất đầy đủ nhá. Đấy. Ít nhất test công cho bác một lần trước khi gửi. Đấy, bác yên tâm đi ạ. Mặt mũi rồi. Thì mặt nano này đánh sạch bóng rồi nhá, đánh sạch bóng bây giờ 7 giờ 16 phút đã thay pin rồi. Đấy, mặt nano bốn quanh đây các bác phải đánh tiếp giúp em đánh gần hết rồi nhá. Đấy. Nó gần giống màu nhau, không đánh cũng được, không có sao cả. Đấy. Ninja ban đây. Ninja ban này. Có mã NPHC10. Lòng rất là xanh này. Lòng xanh mướt nhá. Đấy. Các bác đừng chú ý quá về cái đời. Đồ Nhật Bản thì bên em trước làm về ngành phay tiện, có những chiếc máy phay, máy tiện của người ta từ những năm 20 mấy vẫn chạy bon bon, không những chạy bon bon mà còn chính xác đấy ạ. Này, đồ của người ta làm cực kỳ tốt, bên trong đây lòng xoong này bóng nhẫy luôn nhá, bóng nhẫy luôn này, đẹp chưa ạ? Vẫn có một vài điểm xước mờ nhá, đấy bác nhìn thấy không? Đấy, điểm xước mờ, để em quay gần quay xa cho nó hiện ra. Quay về điểm này này không nhìn thấy, rất đẹp luôn nhá, lớp chống dính rất đanh và bóng, xoong chuẩn nhá. Đưa một cái xoong lòng tròn đáy bằng vào đây là xì đấy nhá. Đấy. Nó lưu ý như thế. Xoong rong đẹp này. Đấy. Sạch sẽ nhá, sạch bóng luôn đấy ạ.
tội gì không mua. Đấy. Song song đẹp như này, mã số 9 ngày 24 tháng 5 để bao nhiêu, 640k, 640.000 cả xước cả giá ship được các bác nhá, 640.000 cả giá ship rồi. Đây, một em Bala áp suất điện tử nhá. Bala áp suất điện tử Econavi tiết kiệm điện. Này có chức năng nấu cơm cháy nhá. Màn hình đây có chức năng nấu cơm cháy rất nặng này, em kê chân lên đây nặng quá. Đấy, mặt mũi đây, phím không bong chóc nhá, mặt vân 3D caro rất đẹp. Đấy, nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, nấu gạo nứt ga ba. Rồi. Đấy. Nấu cơm cháy, nấu này. Thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này. Đấy. Thủy này. Hâm này. Đấy. Thủy này. Menu nấu ăn này. Các phím nó rất là tốt các bác nhá, chuông còi kêu to. Đấy. Bana áp suất điện tử màu mận nhá, màu xe Dream này. Đấy. Màu xe Dream. Màu xe Dream. Thành vậy đây, sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2018 nhận đời rất cao, 2018 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là SRPA10E5. Cái chỗ SR đấy, chỗ này nó hơi xước xước đấy các bác nhá. Đấy, em không cầm, em không chỉ tay được vì nó nặng quá, phải hai tay giữ. Đây sợi dây còn rất đẹp nhá. Đấy, sợi dây còn rất đẹp. Thành quách đây, còn đẹp này, mặt mũi đẹp nhá. Gioăng xanh mướt này. Gioăng xanh mướt nhá. Không bị dán rấm nhá, không bị sứt mẻ một tí nào hết, gioăng xanh mướt. Bana áp suất điện tử. Đây, mặt trên mặt sau đây. Đấy, áp suất điện tử nhá, nóng mở bằng cơ chế điện tử nhá. Đấy, bằng cuộn từ nhá các bác nhá, chứ không phải bằng bi đâu. Nên bác này mua về bảo sao này áp suất lại không bi này. Nó có áp suất điện tử và áp suất bi nhá. Mà áp suất điện tử thì chỉ có ở dòng Bana thôi. Đấy, song dày đẹp này. Song dày đẹp bên ngoài đây. Song zin chuẩn nhá, song dày đẹp nhá, không xì nhá. Em chia sẻ với bác không xì. Đấy, song đẹp này. Vẫn có một vài vết chấm mờ hay vết xước lông mèo thì không tránh khỏi các bác nhá. Song đẹp này, Panasonic cao tần áp suất điện tử, mặt inox rất dễ vệ sinh nhá. Mặt inox rất dễ vệ sinh này, bên trong này song nó rất nặng nhá. Song rất nặng. Buổi sáng mà chưa ăn gì mà bê cái năm cái nồi này là thôi không phải nai nữa các bạn đây. Vết chấm mờ đâu nhá, chấm mờ đây, nhìn thấy không? Đây này. Đấy. Nhìn ra lại báo các bác luôn. Nói chung là đẹp các bác nhá, nói chung là đẹp. Bala áp suất điện tử Econavi có chức năng nấu cơm cháy, đời cao 2018. Mã số 9 này, mã số 10. Ngày 24 tháng 5 để các bác 1.680.000. 1.680.000 một chiếc nồi Bala áp suất các bác nhá. 1.680.000. Nên bác một con nửa lít đây. Nửa lít của Tiger, con này nhà em đã nấu cơm ăn rất nhiều lần rồi, bao cơm ngon nhá, nấu cơm ăn rất nhiều lần rồi, dây dợ đầy đủ rồi, thôi em cũng không cắm điện nữa. À thì cứ cắm đi, chịu bác xem, có những bác chưa xem, con này em nấu cơm rất lâu rồi đây, nấu cơm rất lâu rồi, nấu cơm lâu rồi nhá, dây rất đẹp này, hủy này, này nấu này, hủy này, hâm này, hủy này, hiện giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Đấy. Nấu đây. Đấy. Thủy này, menu nhá. Đấy. Ok chị ạ? Có chức năng nấu cơm cháy nhá. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu tốt các bác nhá. Đấy. Tiger. Con này em đã nấu cơm ăn rất nhiều bữa rồi, bao cơm ngon. Bao cơm ngon. Đấy. Nửa lít mua về nấu ăn kiêng và biếu bố mẹ ông bà. Đấy. Sản xuất năm bao nhiêu đấy, điện này là không bể vỡ nhá. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là 1000 bao nhiêu watt đây. Đấy, con này là trước của một bác ở tận miền Tây mua ở đây. Cần Thơ thì phải, đúng không ạ? Không sao, bác bảo nó cáp nó có vấn đề, em đã thay cáp mới rồi. Thay cáp mới rồi, ngon này, chạy. Xuất từ phải hơn tháng nay rồi, ngày nào cũng nấu cơm. Đấy các bác nhá, ngày nào cũng nấu cơm. Xong rất đẹp này. Xong rất đẹp nhá. Ngày nào cũng nấu cơm con này là các bác yên tâm đi ạ. Wow. Không phải nấu một bữa đâu, mà nấu nhiều bữa rồi. Xong đẹp nhá, một vài thì có một điểm mờ mờ đây. Ngày nào nấu cơm rồi. Nửa lít coi nhá, dung tích nửa lít. Đấy, mặt xi này, chỗ này nó hơi bong bong đánh sạch đi luôn. Đấy, bên trong là nhôm nhá. Đấy, bên ngoài là người ta sơn một cái lớp đen đen vào, trông cho nó đẹp thôi.
chúng ta đánh sạch đi cũng được, không ảnh hưởng đến gioăng xanh này. Con này là gioăng xanh, đừng có rách đứt lên được. Con này dây rời nhá, dây rời cao tần IH, cao tần IH nhá. Bên trong rất là sạch đẹp nhá, rất sạch đẹp. Nồi nửa lít các bác nhá, nửa lít và lít 8 càng ngày nó càng ít rồi. Đấy, chỗ này vẫn hơi sức mờ mờ đấy nhá, sức mờ mờ đây. Một con duy nhất các bác nhá, mã số 11 ngày 24 năm 830k, đúng bằng giá cũ nhá, đúng bằng giá cũ, đã thay cáp và test cơ cho bác rất nhiều lần rồi, bác yên tâm đi ạ, đúng bằng giá cũ nhá. Đấy, dây còn cực kỳ đẹp này, rất là mới nhá, dây đẹp và mới. Là nhiều bác thắc mắc hỏi sao nồi bé đắt hơn nồi to, bởi vì nồi bé nó hiếm các bạn, mua vào nó đã cao rồi. Đây, tiếp theo đây, một em Panasonic tiếp đây, Panasonic áp suất biến thiên nha, mặt mũi đây, nhìn ngắm giúp em này, đây chỗ mép này nó hơi, những đời này thì nó sẽ hơi bong bong ở cái mép này đi. Đây, đây ở trên này xước nhá, bốn xung quanh đây, sản xuất năm bao nhiêu, áp suất biến thiên 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W, có mã là SRPA104. Đấy, mặt mũi đây có cấn này. Đấy, có cấn móp này, trên mặt đây, ngắm giúp em, ngắm kỹ nhá, nó hơi nặng em không chỉ được, em phải hai tay bê mới được vì nó rất khá là nặng. Dây còn đẹp này, không xì nhá, không xì, test cơm cho bác rồi, test áp suất, test cơm rồi nhá, nấu này, Econovi tiết kiệm điện nhá, gửi này, hâm này. Đấy, gửi này. Đấy, 2014 hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, gửi này, menu này. Ok chưa? Tất cả các phím hoạt động ngon này nhá, hoạt động ngon này. Đấy, dây còn đẹp, áp suất biến thiên nhá. Đấy, úi giời, nó so còn khá khỏe. Không xì thôi nhá, không xì. Đấy, răng này, răng xanh nhá, răng xanh mềm này, răng xanh mềm này, trước là họ nấu hình như này là chè đỗ xanh nhá, gì mà răng nó lại ám mà xanh nét đấy này. Không xì nhá, rất mềm nhá, rất mềm, rất cực kỳ mềm luôn các bác nhá, rất là mềm luôn, mềm mà dẻo răng phụ vẫn còn đầy đủ nhá. Đấy, mặt trước mình sau áp suất bi này, nòng con này thì nong lanh rồi, nong lanh, nòng cực kỳ đẹp nhá, dày và đẹp này, nòng rất dày nhá, nòng dày và đẹp này, ống anh kim tuyến luôn này, không có chấm chóc gì này. Đấy, bác nhìn thấy đẹp chưa ạ, từ trên xuống dưới này, từ trên xuống dưới đẹp các bác nhá, từ trên xuống dưới không xì đâu các bác nhá, không xì, mà dòng này có xì thì xử lý đơn giản, nhưng con này không xì một tí nào. Đấy, chưa xử lý một cái gì luôn, không xì một tí nào nhá. Bên trong đây sạch sẽ này, bên trên đây. Đấy, bên trong đây. Đấy, thành quách bốn xung quanh xưa bị sức nano mấy nhá, chỉ có những biết cấn móp mờ thôi, cao tần áp suất biến thiên, gioăng xanh nòng đẹp, ngoại hình còn đẹp nhá. Đời 14, mã số 12 ngày 24 tháng 5 để các bác 1 triệu chặn nhá, 1 triệu chặn một chiếc nồi áp suất biến thiên này, ngoại hình thành quách còn khá đẹp, gioăng xanh nòng đẹp nhá, áp suất biến thiên. Đây này bác, em do UC mã 14, UC sản xuất năm bao nhiêu, 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu, 1105W, có mã là gì đây, NPVC10. Đấy, made in Japan nhé, made in Japan. Nấu này, chuông còi đầy đủ này, gửi này, hâm này, hâm 8 phút này. Đấy, gửi này, menu này, gửi này. Đấy, hẹn giờ cơm chín này, nấu này, tất cả các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, chuông còi kêu to. À. Đấy, có hút hết các bạn nhá, hút hết thành quách đây. Anh nhìn đây có xước nano đây. Vận chuyển con nọ cọn kia nó xước này. Đấy, mình ra ba đây có xước nha các bạn nhá. Giá bình dân thôi, trăm rong xong thế này. Điện đóm ok rồi. Còi kiếp ngon lành rồi. Đấy, răng thì xanh mướt này, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt. Đấy, răng xanh mướt. Răng xanh mướt nòng đẹp nhá. Bên ngoài đẹp này, bên trong đẹp này, ngoài đẹp trong đẹp nhá, sức nông mèo thôi, nông mèo nông chuột là có nhá, còn chấm chóc nào không. Đấy, rồi UC vua đầu bếp Nhật Bản, cao tần IH nhá, thương hiệu cơm ngon Nhật Bản, thương hiệu chú voi con. Bên trong sạch sẽ này, bên trên này
Doang son đẹp nhá, ngoại hình còn khá đẹp. Đấy. Mã số 14 ngày 24 tháng 5 ở bác 650k. Đấy. 650.000 cả tiền cước rồi bác nhá, bán có bảo hành, có test cơm cho các bác rồi. Các bác rất là yên tâm khi sử dụng. Đây các bác một em nồi mâm nhiệt nhá, nồi mâm nhiệt đấy chưa bác nào hỏi đây. Mâm nhiệt con này có Irith Ozama nhá. Irith Ozama dây rất đẹp. Dây rất to mà đẹp nhá. Dây rất to mà đẹp. Dây cực kỳ to mà đẹp nhá. Đấy. Màn hình thì sáng quắc này. Pin biết ngon lành nhá, màn hình cho các. Hâm này. Đấy, hủy này. Nấu này. Hủy này. Đấy. Menu chọn là sôi này, nấu cháo này, nấu gạo nứt nảy mầm này. Đây nấu hạt là nấu cái gì này em cũng không rõ, nhưng mà bên trên gạo nứt nhá. Hủy này. Đấy. Các chức năng nấu ăn này. Đấy. Gạo không vo này. Còn nấu nhanh nấu tiết kiệm điện này, rồi gạo trắng này. Đấy. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Giờ này. Phút này. Đấy, các phím thì lâu mà đang sử dụng chúng ta chỉ bấm một thời gian ngắn là nó sẽ nhẹ nhàng các bác nhá, vì hàng lưu kho mà. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy, giờ phút là đợi nhẹ ngay. Đấy, nấu đây. Ok các bác nhá. Đấy. Một thời gian là nó sẽ mềm mại thôi. Nấu không sử dụng mà. Đấy. Giờ rất đẹp ngoại hình thành quách đây. Mặt đây còn đây còn Irith Ozama nhá. Sản xuất năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 640W, à 645W, made in China này. Nửa lít nhá. Đấy. Dung tích 1 lít, lắp ráp ở Trung Quốc. Mặt còn rất đẹp này, mặt còn rất đẹp nhá. 7 giờ 30 phút. Là hết cót rồi, sao nhanh hết cót thế nhỉ? Lòng son cực kỳ dày nhá. Đấy. Cao tần nó làm dày mà mâm nhiệt nó làm dày. Lòng rất dày quá nhá, lòng cực kỳ dày. Mâm nhiệt này nó rất dày dày phải đến 5 6 ly cái lòng nồi này. Bên trong đây phần giữa thì có phai cái lớp chống dính rồi nhá. Đấy, mòn đi rồi à, nhìn thấy chưa, không dính cơm nhá, yên tâm nấu rồi không dính cơm. Lòng rất dày nhá, ở mép này bị cờn này, mâm nhiệt nhá, loang liền bên trong sạch sẽ này, bên trên đây loang liền bên trong sạch sẽ này, rồi mâm nhiệt rất dày nhá các bác nhá, rất dày. Test cơm rồi nhá, test cơm rồi, để có bao nhiêu 430.000 nhá, ngoại hình rất đẹp rồi. Mã số 15 ngày 24 tháng 5 để có bao nhiêu đây, 430k, giá này cả ship các nhá, bán có bảo hành đấy ạ. Vàng dây dợ rất đẹp này, sợi dây cực kỳ đẹp này. Đấy, đây là cái mã 15 nhá, mã 15 là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, cũng qua 15 là thành 14 mã rồi. Đây là địa chỉ mua hàng, địa chỉ bán hàng, cái cách thức bán hàng. Địa nhà em thì ở Hoàng Mai Hà Nội nhá, Trần Phú Hoàng Mai Hà Nội, số điện thoại cộng Zalo đây, mua hàng liên hệ trực tiếp các bác nhá. Bên em bán hàng có bảo hành, có test dọn, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì em lên nhanh nhanh một chút xíu thôi. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào bạn.